Trong thời điểm Tết Giáp Ngọ 2014 đang tới gần, công an nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Nam đã thu hồi và vận động nhân dân giao nộp nhiều loại vũ khí có độ sát thương cao đang được sử dụng trái phép. Tại huyện Hiệp Đức, người dân đã giao nộp được 14 khẩu súng, trong đó có một khẩu AK, một khẩu súng cabin, hai súng thể thao, một súng hơi và súng tự chế các loại. Tất cả các loại súng độ chế này đều có tầm sát thương rất cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. Những khẩu súng này còn được thanh niên trong làng đem giấu ngoài giấy dùng để săn bắn trái phép. Hiện công an tỉnh này đang tiếp tục vận động các đối tượng sử dụng vũ khí trái phép giao nộp cho cơ quan chức năng để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.